Hello, xin chào tất cả quý anh chị, cô bác. Hôm nay là ngày 31 tháng 12 rồi mọi người. Hôm nay em có em Bình này là em đang chuẩn bị, hôm nay ở bên Nhật là họ nghỉ Tết rồi ấy. Em mới đang chuẩn bị đóng em Bình này để chuyển về Việt Nam. Nên là tiện để lúc đóng thì em có bỏ ra để em quay luôn cái video cho mọi người cùng xem. Em mọi người xem chiêm ngưỡng một em Bình. Em Bình này là em Bình Sachima vẽ Bách Hạc, vẽ vàng nhé mọi người nhé, vàng 24K, họa tiết kín mình luôn mọi người ạ. Đấy, đây là em nó đây, em có chiều cao của em nó để em đo cho mọi người nhé. Chiều cao của em Bình này thì là cao 90 96. Thôi em sẽ đọc đọc kích thước thôi vì là em đo rồi. Cái Bình này là cao 96, bụng của nó hình như là 136 hay sao mọi người ạ. Bụng thì em không nhớ nữa. À, bụng của nó là 142, 141 mọi người ạ. 41,6. Đấy, chiều bụng của em Bình này là 141,6. À, em Bình này là khá là to luôn. Em Bình này nặng 20 22 cân hay sao ấy mọi người ạ. Mình cũng chưa chưa cân chính xác nữa. Nhưng mà trên sổ sách nó ghi là em Bình này cao nặng 22 cân em hay sao mọi người, mình không nhớ nữa. Nhưng mà nói chung là em Bình này rất là to luôn, đáng để mọi người sưu tầm. Cao chiều cao của nó em Bình này là 96 mọi người nhé. Miệng của nó như này này mọi người. Cái miệng này, miệng của nó là chiều to, chiều miệng của nó là 30 32,6 mọi người. Miệng 32,6. Đo đo bên trong xem nào. Đo bên trong của nó 96 mọi người nhá. Chiều cao của em nó là 96. Miệng là 32. Thôi tính 32 đi mọi người. Đây, 32,6 thì tính tính 32. Em mình là chuyện mộc đầy đủ. Hàng Sachima mọi người nhá. Đấy, bây giờ mình sẽ quay cho mọi người xem chi tiết của em Bình này. Em Bình này thực là xứng đáng để mọi người săn tìm để về sưu tầm về để chơi mọi người. À, bây giờ em sẽ quay xung quanh cái Bình này cho mọi người xem này. Bình này là Bình Bách Hạc. Họa tiết vẽ tay nổi khối dát vàng 24K. Đấy, ở bức tranh to này thì nó có cặp vạc ở chỗ vàng vàng này mọi người này, chỗ lông lưng của nó là vẽ vàng 24K, cây trúc cũng 24K. Những con ở bên này thì là những con vạc, con hạc nhỏ hơn. Đây, mọi người xem với cái vòng tròn này nó vẽ hoa này, nó dát vàng mọi người nhá. À, con em chim này cũng lông lưng, em chim này cũng dát vàng luôn mọi người ạ. Khá là tuyệt vời luôn. Đó, em xin phép em quay lại một chút cho mọi người nhé. Ấy, ví dụ như con chim này và một con chim nữa, như kiểu con này là nó là một cặp mọi người nhé. Con chim này lông đuôi dài hơn, mình cứ gọi chim đực. Mình không biết mình gọi chim đực nhưng mà nó là chim, nó là một cặp chim đấy mọi người. Đây là, đây cũng là vạc, đàn vạc, đàn hạc, mình cứ nói nhầm, đàn vạc, xin lỗi mọi người. Đấy, đây là một em chim nữa, em chim này là mình cứ gọi là chim cái đi mọi người. Đấy, em này thì đuôi nó ngắn hơn. Ô, nó không phải là hai con chim đâu mọi người. Đấy, mình quay về đây mình mới phát hiện là thêm một em chim nữa, một con nữa. Đây, một con này thì lông đuôi nó cũng ngắn hơn, nó cũng khác hơn một tí. Ba con chim này nó là khác nhau rồi, mọi người. Đấy, ba bức tranh này là ba bức tranh khác nhau. Chúng em Bình này để quá xứng đáng để mọi người sưu tầm mọi người. Đấy, đây là có một
Cái này là có một bức thôi mọi người, một bức là cặp hạc to, mình nhìn lại đúng rồi mọi người, nó có một cái con hạc, cặp hạc to này thì nó chỉ có một bức này thôi mọi người nhé, chỉ có một bức này thôi, chứ còn nếu cái hạc nhỏ này để mình xem 1, 2 bức, 3 bức, 4 bức hạc nhỏ nhé mọi người nhé. Cái bức hạc này ấy, cái bức tranh này thì là nó có 4 bức luôn, 4 bức hạc nhỏ. Con chim này thì là con chim này có 4 con chim à? 1 2 3 4 4 con mọi người nhá. Bình này khá đẹp luôn, 4 con chim này vẽ khác nhau hết nhá mọi người nhá. Không biết là mọi người đã nhìn được xem là dưới chân nó chưa, dưới chân này là nó cũng dát vàng, ở đây cũng là dát vàng mọi người này, ở đây dát vàng nha mọi người nhá. Em mình là khá là đẹp luôn mọi người. Bây giờ em sẽ quay lại cho mọi người một lượt nữa để cho mọi người xem nhé mọi người. Em sẽ quay chậm lại cho mọi người xem một lát nữa. Em sẽ cho mọi người xem cái dấu cái chuyện của nó. Cái bình này nó xuất xứ từ năm 1853 mọi người nhé, đến năm 1890 thì vì khoảng năm đấy thì nó chỉ có trong vòng có mấy chục năm thôi mọi người ạ. Đến hiện tại đến bây giờ thì là nó vào độ khoảng hơn 100 năm rồi mọi người nhé. Bình này thì là không bị một lỗi hay là một vết xước nhỏ gì cả. Nói một vết xước nhỏ thì là đương mình nói không có là mình cũng hơi hơi nói quá đấy mọi người thông cảm, là thực ra là những cái bình này nó tuổi đời nó rất lâu rồi ấy. Thì là những cái lỗi nhỏ nhỏ thì mình cứ bỏ qua nó đi mọi người, không thể tránh được. Nhưng mà nói chung là bình này thì nó là tuổi đời nó lâu rồi nhưng mà nó được đến 98% ấy mọi người. Bây giờ em sẽ bỏ cái này xuống để em nhấc nó xuống, em cho mọi người xem cái dấu chuyện của nó. Cái bình này nó to thì em cứ cẩn thận bê nhẹ nhàng một chút. Đây, cho mọi người xem này. Đây xung quanh nó là ở trên miệng này nó cũng vẽ mấy con hạc luôn nhá. Đấy, nặng lắm mọi người. Đây. Vẽ hạc. Đây nữa. Nặng quá mọi người. Này rất là nặng. Đây bên trên này nó cũng vẽ kín hạc luôn mọi người. Em nghiêng nghiêng này cho mọi người xem này. Đấy, nó quá là đẹp luôn. Bình này không còn gì để chê nữa. Bây giờ em sẽ cho mọi người xem cái chuyện của nó. Em phải cho cái ghế này nó ra đây, em bê nó lên, em đặt vào cái ghế này, em nghiêng nó lại cho mọi người xem, chứ một mình em quay vừa ấy nó khó, không biết mọi người có xem được không, hy vọng ý. Đây mọi người, chuyện dấu chuyện của nó đây, dấu chuyện Sachuma nhá mọi người nhá. À mình em để ngược nó rồi. Để em xoay nó lại cái. Đây mọi người. Đấy, chuyện Sachuma mọi người, nó khả năng nó hơi khó nhìn đấy mọi người. Vì là mọi người nhìn như này thì là hơi khó nhìn. Vì là cái này là nó cũng hơi bị kiểu ở dưới đáy bình, chắc là nó va chạm đâu, nó hơi bị mờ đi, không phải là mờ mà như kiểu mình nghĩ là nó thời gian nó lâu, nó hơi khó nhìn thôi, chứ không phải mờ đi mà cũng không thể bạc đi được, nó bằng kim loại thì không thể bạc đi được mọi người. Đấy, chuyện mọc đầy đủ nha mọi người nhá. Suýt nữa thì toi luôn.
Đấy, em đẩy lên cái bàn là cái ghế quay này, đây chân nó này mọi người này. Đấy, chân đế nó luôn, hàng quá là xuất sắc. Đấy, bây giờ em xin phép là em đặt nó xuống cái đã, nặng quá. Nhưng mà hôm nay em một mình em làm cái video này, em để điện thoại em quay nhưng mà không biết là nó có rõ nét để cho mọi người xem được không, mà nó cũng hơi vất vả đây em. Đây em đặt ra đây, hôm nay em sẽ cho vào cái thùng này mọi người. Đấy, lát nữa lại em sẽ cho vào cái thùng. Đấy, em sẽ cho cái thùng này và đây là cái giấy bóng xốp, em sẽ quấn cả một cuốn này vào luôn, em cho thùng này em đóng về Việt Nam. Khi nào về Việt Nam thì anh chị nào mà ưng thì những cái sản phẩm đẹp này thì anh chị đã đến trực tiếp ở nhà em xem nhé mọi người nhé. Chứ bây giờ bán ở trên mạng này thì thực ra là những cái sản phẩm như này thì em cũng không tin tưởng, em cũng không muốn bán cho ai ở trên cái video này cả. Nếu mà sau này em gửi về nhà ok thì anh chị nào mà muốn sưu tầm em này về chơi thì cứ liên hệ với em và đến xem trực tiếp, nếu mà ưng thì lấy nhá mọi người nhá. Thôi em cũng xin phép là kết thúc video ở đây mọi người. Mọi người cứ lưu lại cái số điện thoại của em Zalo là 0962 949 668. Sau khi em gửi cái này về thì là mọi người cứ ebook em, mà khi nào mà hàng nó về đến Việt Nam em sẽ ebook lại cho mọi người. Mọi người cứ lên trực tiếp trên nhà em để xem. Thôi một lần nữa thì em xin gửi lời chúc chuẩn bị đến sang năm mới rồi. Hôm nay là ngày 31 tháng 12 rồi. Ở bên Nhật bọn em là ăn Tết Dương, không có Tết Âm. Thì thôi em cứ gửi lời chúc mừng năm mới 2021 đến tất cả mọi người là luôn mạnh khỏe và làm ăn gặp nhiều may mắn. Đấy. Quan trọng nhất là sức khỏe và sưu tầm được những cái hàng đẹp mọi người nhé. Chúc mọi người sang năm 2021 kiếm được rất nhiều em mình đẹp và sức khỏe, nhiều tiền. Nhiều tiền thì các anh chị mới mua ủng hộ em được. Nếu các anh chị mà không có tiền thì em cũng không muốn bán. Ôi, em xin chào tất cả anh chị em nhé. Xin chào anh chị em quý cô bác, mọi người đã xem video và ủng hộ em từ trước nay. Ôi, em xin chào tất cả mọi người.